chào các bạn, đây là một bộ dao dành cho hàng siêu. Như con dao này thì là con dao chặt, thì cái sống của nó dày như thế này, và cái chùy này là chùy liền, ta cầm chặt rất chỉ là thoải mái, nó không bao giờ biết lòng cán. Con dao này thì ta chặt rất chỉ là đầm tay, rất chắc chắn. Còn con dao này là con dao ta chuyên đánh lông và thái, thì cái sống của nó thì dày như thế này. Còn về cái cán này thì ta làm bằng gỗ cẩm chì, cái vân của nó là cực kỳ đẹp, rất chắc chắn. Với cái bộ dao này thì ta dùng thì rất chỉ là ok đấy, chặt rất thoải mái, rất đầm tay. Vâng, video tôi quay bộ dao hàng siêu đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.